Annyeonghaseyo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn cùng quay trở lại với Hàn Quốc Sarang. Nội dung chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngày hôm nay là câu hỏi tiếng Hàn các bạn học và các bạn sẽ sử dụng rất là nhiều, sử dụng còn gặp đi gặp lại trong giao tiếp sinh hoạt hàng ngày. Chính vì vậy mà các bạn hãy ghi nhớ nhé và sử dụng một cách thật là thành thạo. Bây giờ xin mời các bạn cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay. 그거 뭐예요? 그거 뭐예요? 그거 뭐예요? Cái đó là cái gì vậy? 그거 뭐예요? Cái đó là cái gì vậy? 뭐라고요? 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 Bạn nói gì cơ? 뭐라고요? Bạn nói gì cơ? 직업이 뭐예요? 직업이 뭐예요? 직업이 뭐예요? Nghề nghiệp của bạn là gì? 직업이 뭐예요? Nghề nghiệp của bạn là gì? 어디에서 일해요? 어디에서 일해요? 어디에서 일해요? Bạn làm việc ở đâu thế? 어디에서 일해요? Bạn làm việc ở đâu thế? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일 bạn là khi nào thế? 생일이 언제예요? 생일 bạn là khi nào thế? 한국어를 공부한 지 얼마나 됐어요? 한국어를 공부한 지 얼마나 됐어요? Bạn học tiếng Hàn được bao lâu rồi? 한국어를 공부한 지 얼마나 됐어요? Bạn học tiếng Hàn được bao lâu rồi? 한국어를 어디서 배웠습니까? 한국어를 어디서 배웠습니까? 한국어를 어디서 배웠습니까? Bạn học tiếng Hàn ở đâu thế? 한국어를 어디서 배웠습니까? Bạn học tiếng Hàn ở đâu thế? 왜 한국어를 배워요? 왜 한국어를 배워요? 왜 한국어를 배워요? Sao bạn học tiếng Hàn? 왜 한국어를 배워요? Sao bạn học tiếng Hàn? 한국에 가본 적이 있습니까? 한국에 가본 적이 있습니까? 한국에 가본 적이 있습니까? Bạn đã từng đến Hàn Quốc chưa? 한국에 가본 적이 있습니까? Bạn đã từng đến Hàn Quốc chưa? 한국 음식을 좋아합니까? 한국 음식을 좋아합니까? 한국 음식을 좋아합니까? Bạn có thích món ăn Hàn Quốc không? 한국 음식을 좋아합니까? Bạn có thích món ăn Hàn Quốc không? 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Tên bạn là gì vậy? 이름이 뭐예요? Tên bạn là gì vậy? 몇 살이세요? 몇 살이세요? 몇 살이세요? Bạn bao nhiêu tuổi rồi? 몇 살이세요? Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Các bạn chú ý về cách phát âm, gấp đôi phụ âm sở cái âm tiết này. Đằng trước các bạn có chờ. 몇 살이세요? Bạn bao nhiêu tuổi rồi? 전화번호가 뭐예요? 전화번호가 뭐예요? 전화번호가 뭐예요? Số điện thoại của bạn là gì thế? 전화번호가 뭐예요? 어디에 살아요?
어디에 살아요? 어디에 살아요? Bạn sống ở đâu thế? 어디에 살아요? Bạn sống ở đâu thế? 어디에서 왔어요? 어디에서 왔어요? 어디에서 왔어요? Bạn đến từ đâu vậy? 요즘 어떻게 지내요? 요즘 어떻게 지내요? 요즘 어떻게 지내요? Dạo này bạn sống thế nào? 요즘 어떻게 지내요? Dạo này bạn thế nào? Hoặc là dạo này bạn sống thế nào? 화장실은 어디에 있습니까? 화장실은 어디에 있습니까? 화장실은 어디에 있습니까? Nhà vệ sinh ở đâu thế ạ? 화장실은 어디에 있습니까? Nhà vệ sinh ở đâu thế ạ? 이거 뭐예요? 이거 뭐예요? 이거 뭐예요? Đây là cái gì vậy? 이거 뭐예요? Đây là cái gì vậy? 어떤 음식을 좋아해요? 어떤 음식을 좋아해요? 어떤 음식을 좋아해요? Bạn thích món ăn nào? 어떤 음식을 좋아해요? Bạn thích món ăn nào? 한국 음식은 어때요? 한국 음식은 어때요? 한국 음식은 어때요? Món ăn Hàn thế nào? 한국 음식은 어때요? 한국 음식은 맵지 않아요? 한국 음식은 맵지 않아요? 한국 음식은 맵지 않아요? Món Hàn có cay không? 한국 음식은 맵지 않아요? Món Hàn có cay không? Hoặc bạn cũng có thể dịch là món Hàn không cay phải không? 오늘은 어때요? 오늘은 어때요? 오늘은 어때요? Hôm nay em thế nào? 오늘은 어때요? Hôm nay em thế nào? 괜찮아요? 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 Em ổn chứ? 괜찮아요? Em ổn chứ? Bạn có từ 괜찮아요? Ở đây là phụ âm kép. Thì âm hờ ở đây khi mà theo sau của nó là một nguyên âm thế này thì các bạn không, vẫn còn là âm câm, các bạn không nối lên mà các bạn sẽ nối phụ âm n, nối niên lên sẽ là 괜찮아요? 괜찮아요? Em ổn chứ? Hoặc là em không sao chứ? 왜요? 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 Tại sao? 왜요? Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao thế? 왜 그래요? 왜 그래요? 왜 그래요? Tại sao thế? Hoặc là tại sao lại như vậy? 왜 그래요? Tại sao thế? 왜 그렇게 해요? 왜 그렇게 해요? 왜 그렇게 해요? Sao lại làm thế? 왜 그렇게 해요? Sao lại làm thế? Hoặc sao lại làm vậy? 언제예요? 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 Khi nào? Hoặc là khi nào? 언제예요? Là khi nào? 진짜요? 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 Thật không? 진짜요? Thật không? 얼마예요? 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 Bao nhiêu ạ? 그래요? 그래요?
그래요? 돼야? 그래요? 돼야? 확실해요? 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 Bạn chắc chắn không? 확실해요? Bạn chắc chắn không? 지금 몇 시예요? 지금 몇 시예요? 지금 몇 시예요? Bây giờ là mấy giờ? 지금 몇 시예요? Bây giờ là mấy giờ? Các bạn gấp đôi phụ âm s lên. 지금 몇 시인지 아세요? 지금 몇 시인지 아세요? 지금 몇 시인지 아세요? Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? 지금 몇 시인지 아세요? Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? 어디에 가요? 어디에 가요? 어디에 가요? Em đi đâu đấy? 어디에 가요? Em đi đâu đấy? 뭐 하고 있어요? 뭐 하고 있어요? 뭐 하고 있어요? Em đang làm gì đấy? 뭐 하고 있어요? 밥 먹었어요? 밥 먹었어요? 밥 먹었어요? Em ăn chưa? Em đã ăn cơm chưa? 밥 먹었어요? Em ăn chưa? Có từ đây. 밥 có nghĩa là cơm. 먹었어요? Đã ăn chưa? Phụ âm b và m khi kết hợp với nhau các bạn sẽ đọc biến âm thành 밥, không phải là 밥, mà sẽ là 밥 먹었어요? Nối âm lên 먹었어요? 먹었어요? 일어났어요? 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 Anh dậy chưa? 일어났어요? Anh dậy chưa? 잤어요? 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 Ngủ chưa? Nối âm lên nhá. 잤어요? Đã ngủ chưa? 어디서? 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 Ở đâu? Ở đâu cơ? 어디서? Ở đâu? 누구를 제일 사랑해? 누구를 제일 사랑해? 누구를 제일 사랑해? Con yêu ai nhất? 누구를 제일 사랑해? Con yêu ai nhất? Hoặc là bạn yêu ai nhất? 무엇을 좋아해요? 무엇을 좋아해요? 무엇을 좋아해요? Em thích cái gì? 무엇을 좋아해요? Em thích cái gì? 어느 것이 좋습니까? 어느 것이 좋습니까? Cái nào tốt? 어느 것이 좋습니까? Cái nào tốt? Hoặc là cái nào được? 누구의? 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 Của ai thế? Các bạn sẽ có 누구 là ai? Từ ư ở đây được phát âm thành e. Đây là một trường hợp mà các bạn cần chú ý. Nó là ư nhưng mà khi nó mang nghĩa là sở hữu, tức là mang nghĩa là của, sách của tôi hoặc là tiền của ai đây, thì cái từ ư này được phát âm thành e. Nukue, của ai thế? Viết vẫn là ư nhưng phát âm thành e. Nukue, của ai thế? Một câu hỏi trong trường hợp mà không biết phải giải quyết như thế nào, người sẽ thốt lên là 어떻게, 어떻게, như thế nào hoặc là phải thế nào đây? Các bạn sẽ có đây 어떻게 đúng không? Âm h và âm k kết hợp với nhau được đọc nối lên thành âm khờ 어떻게, như thế nào? 그거 알아요? 그거 알아요? 그거 알아요? Biết cái đó không? Bạn biết cái đó không? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? Là thứ mấy?
무엇으로? 무엇으로? hoặc là 무엇으로? bằng cái gì? 무엇으로? bằng cái gì? ví dụ là 무엇으로? 먹어요? ăn bằng cái gì? có thể trả lời là 젓가락으로 먹어요. ăn bằng đũa. Như vậy các bạn có từ 무엇으로 mà nghĩa là gì nhỉ? Bằng cái gì? Với cái gì? 몰라요. 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 Không biết à? 몰라요. Không biết à? 얼마나 걸려요? 얼마나 걸려요? 얼마나 걸려요? Mất bao lâu? 얼마나 걸려요? Mất bao lâu? Các bạn có từ 걸려요 mà nghĩa là mất. Thì ở đây các bạn cần chú ý, khi mà phụ âm riêng riêng kết hợp với nhau, các bạn sẽ phát âm giống âm L. 걸려요. 얼마나 걸려요? Mất bao lâu? Vừa rồi chúng ta đã có những cái câu hỏi. Những cái câu này các bạn xem qua một lượt, các bạn thấy rằng ồ, nó rất là đơn giản, nó rất là gần gũi, thực tế trong giao tiếp đúng không? Hằng ngày chúng ta đều có thể bắt gặp và bắt gặp đi, bắt gặp lại trong nhiều những cái lần giao tiếp khác nhau nữa. Chính vì vậy mà mình chia sẻ video này là những cái câu hỏi rất là thông dụng. Các bạn học một lần và các bạn sẽ thấy rằng còn gặp và sử dụng, đi sử dụng lại nhiều lần nữa. Thế thì chúng ta hãy ghi nhớ nhé, học thuộc và cố gắng trả lời với mỗi câu hỏi và áp dụng vào trong giao tiếp. Chúng ta hỏi bạn bè của chúng ta, như vậy thì chúng ta mới nhớ lâu được. Chúc các bạn sẽ ghi nhớ và học tiếng Hàn thật là hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.